3 giờ sáng. Chen lấn, xô đẩy và cãi vã. Ngủ gục ngay ở sảnh trời trời sáng để giữ số thứ tự, nộp hồ sơ, đăng ký mua nhà. Mình đến 3 lần rồi. Làm như thế này thì có xếp đến trong ngày. Đến hôm qua thì thấy bảo là gần 900 hồ sơ. Cò mồi công khai lộng hành. Cuộc nhà xã hội gần như người có tiền mới mua được. Đây là những hình ảnh đã diễn ra nhiều đêm trở lại đây tại tòa nhà của công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS, đường Thành Thái, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Là dự án nhà ở xã hội giá hợp lý, lại nằm gần trung tâm thủ đô kể từ khi chủ đầu tư mở đợt nhận hồ sơ. Đêm nào tại đây cũng có hàng trăm người dân đứng xếp hàng, nộp hồ sơ để đăng ký mua nhà từ nửa đêm. Mình đến 3 lần rồi. Lần tiên mình đến thì mình lấy cái số là số 54. Mà lúc mà chờ đấy rất là lâu thì là cũng kiểu là mọi người xếp cho mọi người cùng xem hồ sơ cho nhau ấy. Thì là có một người họ nộp trước đó từ ngày hôm trước rồi, họ hồ sơ không bị trả về. Thì họ mới xem qua cho mình, họ đã rằng là hồ sơ mình cứ mất một tờ nữa. Còn hôm nay này đi ra là giờ cũng tương tự nha, là tầm cỡ 4 rưỡi rồi đấy mà ghi số lên số 67 rồi. 67 là cái khả năng mà không nộp được cũng cao phết. Tại vì như hôm qua mà đến cuối ngày là mình phải về ra kiểm tra xem thì họ chỉ thu đến tầm cỡ số 5 mấy thôi. Quỹ căn hộ có hạn, trong khi nhu cầu mua lớn, chủ đầu tư thì mỗi ngày chỉ xử lý được vài chục bộ hồ sơ. Vì vậy, để hồ sơ của mình có cơ hội được duyệt trong ngày, không ít người đã thức trắng đêm chỉ để giữ chỗ. Khổ cực, vất vả, chạy đôn chạy đáo vì thủ tục là thế, nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì dù có thức ngày thức đêm đi chăng nữa, thì theo những người xếp hàng, vẫn có những cách khác nhau để sở hữu căn hộ bằng cách mua tranh, cụm từ ám ảnh nhất với nhiều người trong hành trình đi mua nhà ở xã hội. Làm như thế này thì có xếp đến trong ngày, hàng năm, năm nào cũng thế. Quan trọng chủ tư muốn hỗ trợ hay không thôi. Mình mua, muốn mua rẻ thì phải chấp nhận, kiểu giống như kiểu đi xin thôi. Đến hôm qua thì thấy bảo là gần 900 hồ sơ. Trái ngược với cảnh khổ cực của nhiều người khi đi mua nhà ở xã hội, cũng vẫn là dự án NHS Trung Văn. Chỉ một vài từ khóa tìm kiếm, không khó để thấy những lời chào mời, hỗ trợ mua nhà chắc suất với những lời khẳng định chắc nịch như thế này. Sau năm 2015 để mà nói thẳng ra đối tượng buộc nhà xã hội ấy, là nhiều người có tiền mới mua được. Mà đa phần ấy, người đủ điều kiện, yêu cầu để mua thì lại không có tiền. Giá gốc, ý giá tối đa 1 tỷ tư, được chưa? Cái giá thứ hai mà chị cũng quan tâm, cho nên là chị phải chọn mua hay thuê. Hiện tại thuê một em dựng 350 triệu, đối với là hình thức bao đỗ, không chọn căn. Chọn căn cách đây tầm nửa tháng, vẫn chọn căn là 550 triệu, với lại 650 triệu đấy, nhưng dừng luôn. Tức là hết là dừng, không nhận thêm nữa. Thành ra nó thu lại lợi nhuận, nhưng mà nó không được xuất bán nên nó phải đẩy cho bên ngoài được bên em, để bên em phân phối. Nếu mà cái giá mà dưới 300 triệu nó không được xuất. Thì cái này là chủ đầu tư nó đưa ra tiêu chí và bên chủ đầu tư kiểm soát bên em rồi. Cái này là cũng là mình hoạt động khách hàng bên em thì là chủ đầu tư kiểm soát. Người thường người ta phải hay đi check cái số điện thoại khách hàng xem có đúng là mua cái giá này hay không. Tìm kiếm trên các hội nhóm, tự giới thiệu mình là người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã được hàng loạt cò tự xưng là nhân viên sàn bất động sản liên hệ. Quảng cáo mình là nhân viên của một sàn chuyên phân phối các sản phẩm nhà ở xã hội cho chủ đầu tư NHS. Nam thanh niên tên Đức này hăng hái quảng cáo về những căn hộ xuất ngoại giao với giá chênh được cho là phải chăng nhất thị trường. Tại sao bọn em khẳng định được bọn em lấy suất? Tại vì sếp của em ngày trước bán bít phương canh cho chủ đầu tư này, sếp của em bán cho chủ đầu tư này hơn 300 căn ở bít phương canh, ngày nào gần như tuần đi với lại các sếp 3-4 lần rồi cũng được suất để bán. Em thì có 36 suất rồi, 157 suất mua thẳng, 68 suất thuê mua, 50 suất thương mại. Vì mấy ngày hôm nay em cọc cho khách liên tục mà thu của chị 350 triệu thì em cũng phải đóng cho chủ đầu tư số tiền đấy. Đơn vị nào mà dám báo tiền chênh qua điện thoại cho chị dẹp luôn. Nhà ở xã hội sẽ không được mua bán dưới mọi hình thức. Mà mình đang làm như này và chị đang thắc mắc là tại sao mình có được cả chủ đầu tư hay không. Chủ đầu tư sẽ không được liên quan gì đến cái chuyện gọi là hợp đồng mua bán giữa chị em mình. Bởi vì như thế thì khác gì là họ phân phối về cho bọn em bán là phạm pháp rồi. Như giới thiệu, với kinh nghiệm nhiều năm bán các căn hộ của chủ đầu tư NHS như dự án NT Home Phương Canh, người này khẳng định chỉ cần người mua thiện chí chấp nhận mua với giá chênh ít nhất là 350 triệu đồng so với giá chủ đầu tư niêm yết. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là giao tiền chờ ngày nhận nhà.
Và cái quá trình thanh toán tiền chênh của mình ấy, nó sẽ chia là 3 lần. Lần đầu tiên cọc 20 triệu, nghĩa là cọc để cho chị dự suất giữa tháng 3 thì mình sẽ thanh toán 50% tiền chênh. Đóng nốt 155 triệu ấy lần 2, em sẽ cầm tiền của chị. Sau đó em sẽ gửi hồ sơ của chị, cả tiền của chị đi lên cùng cho chủ đầu tư. Người ta còn biết mình là ai để người ta là còn xét duyệt hồ sơ của mình. Và cái lần thứ 3, tức là trước khi đi bốc thăm toàn dân khoảng 2 tuần đến 1 tháng là bọn em sẽ thu 50% tiền chênh còn lại để bọn em lấy phiếu quyền mua về cho chị. Thế bọn em thu tiền của chị xong, chậm nhất là khoảng 2-3 ngày em đã có kết quả và cầm phiếu, gọi là cái phiếu quyền mua về cho chị rồi. Dù là dự án nhà ở xã hội không được mua bán dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, thế nhưng ngay từ khi chủ đầu tư chưa kết thúc việc nhận hồ sơ, tại các công ty sàn bất động sản đã có nhiều căn hộ được đặt cọc, ngã giá, chắc suất vì mua được theo giá chênh. Trong vài những người được môi giới dẫn đi mua nhà ở xã hội bằng các suất ngoại giao, những cuộc ngã giá, giao dịch, mua nhà ở xã hội tại dự án LHS Trung Văn được chúng tôi ghi nhận.